đến nơi rồi. Tạm biệt anh. Tạm biệt. Em vào nhà đây. Hạnh phúc quá đi. Yeah. Cậu thua rồi nha. Bố. Ừ, chào em nhé. Nào, con ngồi sang đây đi. Em ngồi đây. Bố. À đúng rồi, anh có món quà tặng em này. Tôi không cần. Ơ kìa, em đừng đi. Ta thắng nha. Kìa. Ê, để anh. Thái độ của con như vậy là sao? Con với cái. May quá, không bị bố phát hiện. Nhìn đó. Chào em gái xinh đẹp. Đi chơi với anh không? Không, đừng lại gần tôi. Tránh xa quấy ra. Nhìn đó. Ôi, 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 ôi. Thôi. Muốn ăn đòn hả? À, không sợ đâu. Nhân đỏ và kẻ xấu đứng gầm ghè nhau. Một lúc sau, kẻ xấu cảm thấy yếu thế, liền bỏ chạy. Nhân đỏ, anh ngầu thật đấy. Em có sao không? Em không sao. Mình đi thôi anh. Phải tìm cách ngăn cản bọn chúng thôi. Hả? Bố. Tránh xa con gái ta ra. Không. Sao còn dám? Con làm bố quá thất vọng. Bố cấm con quen cậu ta đấy. Tại sao ạ? Anh ấy rất tốt với con. Bố không thích cậu ta. Nhưng mà con thích anh ấy. Cậu ta có lo cho tương lai của con được không? Con phải chọn nhìn đen kia kìa. Nhưng con không thích anh ta. Trời ơi là trời. Phải làm gì thì con bé mới hiểu đây. Này là sao ạ? Cầm số tiền này rồi tránh xa con gái tôi ra. Nhưng mà cháu sẽ làm theo ý bác. Nhện đỏ buồn bã rời đi, nhưng không hề cầm số vàng trên bàn theo, khiến bố Mary rất bất ngờ. Con gái. Con ghét bố. Ờ, sao lại thành ra thế này chứ? Con gái ơi. Con gái. Ủa, phần của chú đây, anh bo thêm này. Bao đưa hết tiền bạc cho ta. Dừng lại, dám làm việc xấu này, cho bị chừa nha. Cảm ơn, không có gì ạ. Chẳng lẽ cô tìm với, cô tìm với, không ai đến cứu cô đâu. Con gái. Dừng lại. Bố, cứu con với. Con gái. Cậu là kẻ dối trá. Tôi. Cậu phải trả giá cho việc làm của mình. Cậu, ông ra tay thử xem. Có thế chứ. Muốn trách thì trách chính ông. Nhẹ dạ cả tin thôi. Biệt nha. À. Nhìn đó, cậu sao rồi? Nhìn đó. Thả tay ra. Yeah. Đi thôi con. Nhìn đó, từ nay cậu hãy chăm sóc cho con gái tôi đấy. Dạ, rất cảm ơn bác. Tình cảm là thứ không thể ép buộc, lại càng không thể cưỡng cầu, mà xuất phát từ sự đồng điệu của hai trái tim. Chẳng cần gặp người giàu sang, chỉ cần ta gặp đúng người tâm đầu ý hợp thì đó mới là hạnh phúc. Mẹ làm gì mà mãi chưa đến đón mình thế này? Wow, nhìn bạn ấy sang trọng quá đi. Oh, my
Chồng cô ấy như một minh tinh đi thảm đỏ ấy. Về nhà thôi con yêu. Sao mẹ đến trễ quá vậy? Tại các cậu cả đấy. Con yêu, chờ mẹ với. Ôi, bạn ấy hạnh phúc thật đó. Ước gì mình được như bạn ấy. Amanda, mình về thôi con. Dạ vâng. Phải chi nhà mình giàu thì tốt biết mấy. Gia đình của Amanda rất nghèo khó. Những khi rảnh rỗi, cô thường cùng mẹ đi nhặt vỏ chai nhựa. Mẹ ơi, bao giờ mình mới được về ạ? Đợi một chút nữa thôi con nha. Mình đi tiếp đi con. Anh nhớ để cho tôi cái lô đất cạnh bãi biển đấy nha. Chị ơi, cho em xin ạ. Được rồi, tiền tươi thốc thật luôn. Thoải mái đi anh. Ôi da, đau quá. Hả? Chị ơi, chị có sao không ạ? Bỏ tay ra. Cô có mắt nhìn không vậy? Tôi xin lỗi ạ. Đừng có động vào tôi, đồ nghèo hèn. Này, là do cô đi đứng không cẩn thận mà. Thôi mà mẹ. Ôi da. Thôi, chúng mình đi chơi đi. Ừ, mình đi thôi. Xem cậu đá kìa. Dám cười tới này. Dạ. Ôi dạ. Dạ. Cậu đừng làm tớ sợ. Cậu bị lừa rồi. Cậu dám lừa tớ. Đứng lại. Con mồi của ta đi rồi. Lê lê. Chỉ cần bắt được hai đứa nhóc này, ta sẽ tạo ra được một quái vật mummy lông lét. Lát cậu phải rủ tớ đi chơi tiếp đó, ok? Ai đi nhỉ? Mình chóng mặt quá. Hai cô bé đã bị tên tiến sĩ gian ác bắt cóc mất rồi. Liệu họ có xảy ra chuyện gì không đây? Tại chị, tại cô ấy. Bực mình quá đi, về thôi con. Amanda, búp bê. Tụi nhỏ biến mất rồi, chúng ta phải đi tìm thôi. Amanda, búp bê. Con ơi, con ở đâu? Đây là giày của con tôi mà. Đây là vòng tay của con tôi. Trời ơi, con từ đâu rồi? Không, bọn nhỏ kìa. Amanda, búp bê, con đứng lại. Kìa, con ơi. Khoan đã, tôi mệt quá rồi. Nào, chị lên đây tôi cõng. Ôi da. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhìn kìa. Anh trai, anh có thể cho tôi mở cái xe không bé ơi? Anh ơi, đã bảo là không. Từng này đã đủ chưa? Úi rồi. Mời các thượng đế lên xe ạ. À. Bye bye hai cục cưng thân yêu. Nhanh lên, bắt đuổi theo chúng đi. Tại nhà của tên tiến sĩ. Khẽ khẽ thôi, không hắn phát hiện. Tôi sợ lắm. Mẹ. Mẹ ơi, cứu con. Cứu con với. À, thì ra các ngươi tự đến đây để nộp mạng à. Ôi da. Các ngươi. Wow, định cô chết luôn. Mẹ giỏi quá đi. Ngươi dám đánh ta. Xem tới đây. Wow. Để mẹ tôi tới cho con. Chạy đi con, mình về thôi. Các người đứng lại. Ai cho các người đi? À, chạy thôi. Các người cứ đứng lại không thì bảo.
Chúng tôi không đứng đấy. Làm gì được nhau chứ? Chóng mặt quá. Xin lỗi chị, chuyện sáng nay nhé. Không sao đâu, chúng ta về nhà thôi. Chúng mình về đi chơi tiếp thôi. Trong cuộc sống, khi đối diện với nguy hiểm, chúng ta hãy đoàn kết lại, cùng nhau đối mặt và vượt qua nó. Cũng như câu chuyện trên, mẹ của hai bạn Amanda và Búp Bê đã bỏ qua hiềm khích của nhau, cùng nhau hợp tác, thành công giải cứu được hai bạn nhỏ khỏi tên tiến sĩ gian ác. Ôi da, ai đi không nhìn đường vậy hả? Không, không, đừng sợ, tớ không phải yêu quái. À, đừng đánh gần tôi. Trời ơi, mình phải làm sao bây giờ? Ôi, cậu đừng khóc mà. Cậu bình tĩnh, kể lại cho tớ nghe có chuyện gì nào. Tớ đang đi du hành giữa các hành tinh. Khi tới trái đất thì thiết bị du hành bị hết điện rồi, không về nhà được. À, mình có cách rồi. Đừng lo, tớ có cái này cho cậu. Bảo bối pin con thỏ siêu cấp rồ. Đúng thứ cần rồi, cảm ơn cậu. Wow, thiết bị du hành của tớ hoạt động trở lại rồi. À, tớ có cái này cho cậu. Tớ tặng cậu chiếc đồng hồ này. Khi cậu nghĩ, nó sẽ nhả những icon đáng yêu theo cảm xúc của cậu. Nhưng hãy sử dụng nó đúng cách nhé. Mình chả hiểu gì cả. Tạm biệt. Khoan đã, mình phải làm gì đây? Đồng hồ nhả icon. Wow, thú vị thật đấy. Ôi không. Amanda! Anh Jackie! Em có thứ này thú vị cực. Anh xem đi này. Được rồi. Cái gì thế Amanda? Em có cái này hay lắm. Icon vui vẻ. Tức giận. Nè lưỡi. Wow, tranh thử xem nào. Icon ngạc nhiên. Em cho anh mượn chơi nha. Không bé ơi. Tức quá đi. Đồ đáng ghét. Đừng hòng động đến đồng hồ của em. Các con ơi. Dạ. Các con thấy mẹ mặc cái váy này có đẹp không? Trông mẹ cứ thế nào ấy nhỉ? Mẹ đẹp tuyệt vời. Tặng mẹ thật nhiều tim luôn. Icon bắt trái tim. Cái con bé này chỉ khéo nịnh thôi. Đây, mẹ thưởng con bánh này. Con xin ạ. Mẹ ơi, phần của con nữa ạ. Nhưng mẹ có mỗi một cái thôi con. Ồ. Wow. Ngon quá. Bánh ngon lắm mẹ ạ. Mẹ chả thương gì mình cả. Nhất định mình sẽ tìm cách lấy được chiếc đồng hồ ấy. Đây, lát con cầm cái này sang cho anh con nhé. Dạ vâng ạ. Anh dễ bị lừa mẹ nhỉ. Tối hôm ấy. Ơ, chắc đồng hồ sắp hết pin rồi. Mình phải sạc thôi. Nhìn kia, có ai đó đang lặng lẽ vào phòng của Amanda. Em ấy ngủ sai rồi. Dạ, nguy hiểm quá. Cái đồng hồ đây rồi. Yeah.
Hãy xem ta đây. Ê ê, tớ có cái này hay lắm. Chỉ cần tớ nghĩ là một con icon theo suy nghĩ của tớ sẽ hiện lên. Icon mặt cười tươi. Ha, hay quá, cần cho tớ mượn với. Yeah, icon chóng mặt. Icon khóc. Ôi, đúng là icon sẽ hiện theo suy nghĩ thật này. Tuyệt vời quá, Jackie ơi. Cho tớ mượn với, tớ cũng thử. Mọi người bình tĩnh, xếp hàng lần lượt nha. Tớ trước, cho tớ mượn trước. Trật tự. Cả lớp vào học rồi. Ôi, chiếc đồng hồ đang nháy liên tục. 1 + 1 = 2. Đúng thì gật, sai cãi cho thầy. Hả? Ủa? Jackie, em muốn phản đối lời giải của thầy hả? Dạ không phải em, nó tự hiện lên thầy ơi. Biến mất đi, biến mất đi. Em mà còn dùng icon ha ha lần nữa thì ra khỏi lớp cho thầy. Vâng ạ. À, mà biến mất. Jackie. Bài của em đây. Em nhớ chú ý học hành đấy. Jackie, em làm tốt lắm. Không biết các cậu ấy làm bài thế nào. Mỗi mình được điểm A. Tiếng dễ nhỉ. Ôi không. Cậu lại cười bọn tớ. Không như các cậu nghĩ đâu. Không không, không phải như vậy đâu. Ôi dạ, đau quá. Mình hồi hộp quá. À, lại tăng cân, bụng thừa một đống mỡ rồi. Hả? Mẹ, đừng hiểu lầm. Jackie, con. Không mẹ ơi, à, con dừng lại ngay. Jackie, con có ý kiến với cân nặng của mẹ hả? Không đâu mẹ ơi, mình phải làm sao đây? Không. À. Trong một khu rừng nhỏ. Không dám lấy trộm của em nữa, giúp anh tháo nó ra đi. Jackie kể lại cho Amanda nghe chuyện chiếc đồng hồ liên tục hiện lên icon khiến cho mọi người hiểu nhầm mình. Chắc chiếc đồng hồ này bị lỗi rồi, anh phải chờ hết pin mới tháo được. Thật thế hả Amanda? Tiêu rồi, còn những 80% pin cơ, anh phải làm sao đây? Anh bỏ em ra. Con bé đáng sợ quá. Amanda, tớ mang đồ ăn đến cho cậu này. Ôi may quá, cậu đến thật đúng lúc. Amanda kể lại chuyện anh Jackie làm hỏng chiếc đồng hồ và nhờ Venom tháo nó ra giúp anh trai mình. Cậu đừng lo, cứ để tớ. Mì, phiêu. À, tháo được rồi, cảm ơn cậu nhé. Tớ cảm ơn. Các cậu nhớ phải sử dụng chiếc đồng hồ vào việc kết nha. Tớ đồng ý. Sống trên đời này, bất cứ ai cũng từng phạm sai lầm. Nhưng đáng quý hơn cả là chúng ta nhận ra sai lầm ấy và biết nhận lỗi, sửa sai. Trong câu chuyện trên, Jackie cũng đã nhận ra sai lầm của mình và đã hối lỗi. Điều ấy thật đáng quý, phải không nào các bạn? Đâu rồi nhỉ? Mình nhớ để đây mà. Ôi không. Cũng may chiếc hộp không làm sao cả. 10 năm trước. Vô. Amanda, nhìn anh này. Buồn cười quá. Lâu lắm mới được ăn kem ngon thế này. Các con. Bố. Hai cái đứa này. Không nhờ vả được cái gì cả. Bố không chịu nổi các con nữa rồi. Các con trật tự đi nào. Dọn nhà cho bố ngay. Vâng nhà. Cuối cùng bố cũng đi rồi. Các con không dọn sạch sẽ thì bố phạt 1 tháng. Không cho ăn kem đâu, nghe chưa? Hả? 1 tháng á? Không được. Vì sợ bị phạt 1 tháng không được ăn kem, hai anh em ngay lập tức đứng lên dọn dẹp lại căn phòng. Trời, anh mệt quá. Mau dọn tiếp đi anh Bon Bon. Anh ấy ngốc thật. Ủa? Trong tủ có gì đó đang phát sáng thế kia.
hộp gì thế này? Wow, là một chiếc cốc. Đẹp thật đấy. À, khát quá. Amanda, rót hộ anh cốc nước với. Anh chờ em một lát nhé. Nước của anh đây. Anh cảm ơn. Ồ, gì thế này? Cuối cùng thì sau ngàn năm, ta cũng được nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Yahoo! Đấy là đèn điện mà. Hả? Cái gì con? Cái này. Ông là ai vậy ạ? Giới thiệu với hai con, ta là một vị thần quyền năng nhất vũ trụ này. Vị thần quyền năng gì mà lại ở trong một cái cốc chứ? Em nghĩ ông ấy nói điều đấy anh ạ. Thôi, mình dọn nhà tiếp đi, bố sắp về rồi. Dạ vâng. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Yeah! Đồ chơi biến mất rồi. Ai làm điều này vậy? Các người đã thấy sức mạnh của ta chưa? Đỉnh của chớp luôn. Thần. Úi giời. Wow, ngài lợi hại quá. Đương nhiên rồi. Ngài biến kem cho bọn cháu đi ạ. Kem. Kem là cái gì? Úi là trời. Ta có thể làm được những thứ còn tuyệt vời hơn nữa kìa. Thật ạ? Chắc chắn luôn. Hành động thôi. Thích quá đi. Quạt, quạt mạnh lên con. Ờ cái thằng, đấm mạnh lên tí nữa. Đúng rồi đây. 5 minutes later. Ngài đã thấy hài lòng chưa ạ? Em mệt quá rồi. Không. Sắp rồi. Ta sắp hài lòng rồi. Hai anh em bên bên lại tiếp tục chạy lên quanh phục vụ ông thần khó tính. Không biết đến khi nào ngài ấy mới thực hiện mong muốn của hai anh em đây nhỉ? Ta muốn ăn nho nữa. Thế thì bên bên. Hai đứa đáng sợ quá. Em chịu hết nổi rồi. Em thà dọn nhà cho bố còn hơn. Ta không cần nữa. Một tí thôi mà. Sắp được rồi, ta sắp hài lòng rồi. Nghe lời ta đi. Ê, đừng manh động. Ta là thần đấy. Ngươi muốn gì? Nhâm nhâm nhâm. Đúng là su cà na mà. Thôi mà, cháu cho ngài kem này. Ừ thèm, ngài ăn đi. Cuối cùng cả ba lại ngồi vui vẻ ăn kem với nhau. Kem ngon quá đi. Quá đã luôn. Yeah. Ôi da, sao số mình đen thế này. Buồn cười quá đi. Thích thật đó. Hãy xem thần tốc của ta đây. Biu 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 biu. Cả ba cùng chơi đuổi bắt rất vui vẻ. Mà bắt ta đi này. Cháu bắt được ngài rồi nha. Ta đã ở một mình cả ngàn năm rồi. Đây là lần đầu tiên ta vui vẻ như vậy. Ta cảm ơn hai đứa nha. Chúng ta là bạn mà. Không hay rồi. Đây là đâu thế này? Sao người này quen thế nhỉ? Thần cốc, ngài biết hắn sao? Kiếm tìm ngàn năm nay, cuối cùng ta đã tìm được ông rồi, bạn già. Hóa ra là bạn của ngài hả? Dừng lại, chính hắn là kẻ khiến ta phải trốn trong cốc cả ngàn năm nay. Hắn chính là một nửa tính cách đen tối của ta. Thôi thôi ông bạn già, kể chuyện của tính cách thôi. Xem ta đây. Yeah!
Bây giờ hai ta sẽ hợp lại thành một. Chúng ta sẽ cùng thống trị thế giới. Không, không. Thần cốc, ngươi định trốn tiếp sao? Ta sẽ khiến hai đứa trẻ này phải chịu đau đớn. À, thì yeah, ta không cho phép ngươi làm hại họ. Yeah. Ngươi quyết định làm gì? Ta với ngươi vốn là một, hãy cùng nhau tan biến đi. Không thể nào, thả ta ra. Biến đi. Yeah. Không, thả cho tôi đi. Dừng lại đi mà. Nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên Bon Bon và Amanda. Hãy sống tốt nhé, các bạn của ta. Thần cốc ơi, ngài đang ở đâu? Thần cốc, tôi rất muốn được gặp lại ngài. Xin chào Amanda. Nếu ai hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì ta nên nhấn mạnh rằng tình bạn là vô giá. Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy. Cảm ơn thời gian đã cho chúng ta gặp nhau. Để tôi biết thế nào là tình bạn chân thành. Hẹn bạn một ngày không xa, mình có thể gặp lại nhau nhé. Chị chuẩn bị tinh thần chưa? Em bắt đầu trước đấy nhé. Hãy xem đây. À, cái gì vừa nổ thế? Chị chẳng nhận cho em cả. Em đi chuyện trước mà. Trật tự. Chị nhận đến rồi. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới. Không biết cậu ấy là nam hay nữ nhỉ? Em chịu. Chào mọi người, mình là Nhện Đen. Rất vui được gặp các bạn. Là cậu ấy sao? Đẹp trai quá đi. Mau nhìn kìa. Này, chị làm gì thế? Cảm nắng mất rồi. Em về chỗ ngồi của mình đi. Ờ, mau lại đây, ngồi cạnh bọn tớ này. Nhưng mà chỗ đâu mà ngồi? Đợi bọn tớ một chút nha. Cho em mượn tạm nhé thầy. Thì theo tớ nào. Ngồi xuống đi. Thế là chúng ta được ngồi cùng nhau rồi. Hai cậu ấy nhiệt tình thật. Mình thật đúng đắn khi chuyển trường. Chúng ta vào bài mới luôn nào. Ghế của mình đâu rồi? Tớ muốn cho cậu xem một thứ. Ta-da. Ôi, thần kỳ thế. Sao cậu làm được vậy? Chết đâu, hãy nhìn đây. Ơ, lạnh, lạnh quá. Để tớ sưởi ấm cho cậu nha. Mình sống lại rồi. Cậu cũng sở hữu sức mạnh sao? Tất nhiên, vì chúng tớ là cặp chị em băng lửa mà. Ngầu thật. Tớ thú vị hơn mà. Em mới đúng, chị buông tay ra. Cậu ấy thích chị, thích em hơn. Bỏ ra nào. Cả lớp trật tự, lấy giấy ra chuẩn bị làm bài kiểm tra. Để của em đây. Cậu chủ này đau lưng quá. Bài khó quá, cậu có biết làm không? Tớ cũng giống cậu thôi. Để tôi giúp cậu. Ôi thầy ơi, có cháy, có cháy kìa. Ôi, cháy rồi. Nè, cậu mau chép đi. Thầy cứ từ từ mà làm nha. Mình phải làm sao đây? À, có cách. May mà lửa tắt rồi. Thầy ơi, thầy nhìn đây. Các em biết giải thích thế nào đây? Tôi ăn rồi. Lần này chị thắng nhé. Mình về chung đi Nhện Đen. Đồ mách lẻo. Em nói gì con? Tớ cũng do tớ nên cậu mới phải ở lại dọn dẹp. Thôi cậu cứ về đi. Một mình tớ ở lại được rồi. Cảm ơn cậu nhiều. Mình đi thôi. Cậu ấy thật là dịu dàng. Băng và Nhện Đen vừa rời khỏi cổng trường, một kẻ thần bí liền xuất hiện. Có hơi thở hắc ám quanh đây. Sao lại không có ai chứ? Có chuyện gì vậy? Không có gì, mình đi thôi. Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. Cùng chơi đếm cừu nào. 1, 2, 3, 6 con cừu. Gặp phải ta thì các ngươi làm gì có đường thoát.
đói quá đi mất. Cho hai bạn, mình có cái này tặng hai bạn đây. Bạn thật là tốt bụng. Thế là con cái được lót dạ rồi. Khoan đã, em có sao không? Em mau ăn đi. À! Chạy đâu cho thoát. Lại thêm một ngày đẹp trời để đi săn. Chúng đây rồi. Hãy xem đây. Ơ, ông đại, tại sao lại theo dõi chúng tôi? Còn mày không cần biết. À, nhìn đen, cơ thể mình. À, à. Ta biết ngay mà, ngươi là một con zombie. Nhện, nhện đen, cậu làm sao vậy? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mới chuẩn bị đoàn tụ với đám zombie kia đi. Mình phải ngăn hắn lại. Ông đừng không làm hại cô ấy. À, ông ta mạnh quá. Các người mau bó tay chịu trói đi. Có mùi thịt nướng đâu đây? Ôi cái bông của ta. À, à. Mì đợi đấy. Chị, nhện đen, chúng ta đi thôi. Cậu có sao không? Đừng nhìn, tôi không còn đẹp trai nữa. Tôi cũng bị lộ thân phận rồi. Chắc phải nói tạm biệt với hai cậu ở đây thôi. Bọn tớ đều biết cậu là zombie rồi mà. Dù cậu là người hay zombie thì vẫn mãi là bạn tốt của bọn tớ. Các cậu nói thật sao? Hai cậu tốt thật đấy. Cảm động thật đấy. Giờ thì chuẩn bị trả giá đi. Ôi, chạy mau. Để em lên trước. Xem đây, cho con nít. À, sức mạnh của mình. Có trò nào mới hơn không? Chuẩn bị tiếp chiêu đây. Mình phải làm sao bây giờ? Đến được ngươi. Hả? Đáng sợ quá. Mình xin lỗi hai cậu nhiều. Tên nhát gan kia chạy trước rồi. Ta định xử các ngươi trước vậy. Ông đừng lại đây. Đừng lại đây. À. Yeah, tóm được ông rồi. Có tớ giữ chân rồi. Các cậu phải đánh bại ông ta đi. Không được, còn cậu thì sao? Không. Không. Làm thôi. Bọn mì không được làm thế. Thả ta ra. Băng lửa hợp nhất. À. Con mau tỉnh lại đi. Khoan đã. Có gì đó sai sai. Cậu dám giả vờ này. Cậu định dọa bọn tớ à? Zombie bất tử mà. Cậu tớ lỡ diễn quá đà. Cậu được lắm. Cho cậu diễn này. Đứng lại. Ánh sáng của sự đoàn kết chói lọi đến mức có thể chiếu sáng cả trái đất. Ánh sáng của tình bạn thì rực rỡ đến nỗi chiếu thẳng vào thâm tâm của mỗi con người. Tình bạn luôn diệu kỳ như vậy đấy. Chúng ta chấp nhận con người của đối phương, cùng san sẻ những gánh nặng, giúp nhau vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm. Thế mới là tình bạn chân chính. Nóng thế nhỉ? Mới sáng đã nhìn thấy mặt của ta rồi. Chắc anh ấy sẽ thích món này lắm đây. Trông mà phát chán mà. Anh, em nấu xong hết rồi. Anh đi đâu vậy? Nay tôi không ăn cơm nhà đâu. Cô tự ăn đi. Alo, chờ anh một chút. Anh tới liền ngay. Sao thấy đợt ấy lạ vậy? Anh ấy làm gì mà lâu thế không biết nữa. Wow. Ô kìa, đừng giận anh mà. Anh tặng em bó hoa này. Anh lại tới muộn rồi. Anh chuộc lỗi, bàn thứ này được chứ nào. Đúng là chỉ có anh hiểu em thôi. Em tha thứ cho anh nốt lần này thôi nha.
sao không? Anh vẫn đau lắm. Chuyện gì đây? Nhện đen, anh làm cái gì vậy hả? Cô nữa. Anh nói đi, cô ta là ai? Không phải việc của cô về đi. Anh mình đi thôi anh. Anh ơi, anh đừng đi, đừng bỏ em với con mà. Buông tôi ra, con nhìn lại mình đi, tôi đã sớm chán ý cô rồi. Nhện Hồng vô cùng đau khổ trước lời chê bai của chồng và nụ cười đắc ý của Poppy. Sao anh ấy nỡ đối xử với mình như vậy chứ? Nhìn gì? Các người... Anh... Bỏ ra, cầm vali của cô và rời khỏi căn nhà này ngay. Muốn đấu với tôi à? Anh đừng giận. Mình vào nhà thôi em yêu. Tạm biệt kẻ thất bại. Anh lại tuyệt tình với tôi như này ư? Đầu mình đau quá. Nhện Hồng sẽ phải làm gì đây, trong khi cô ra đi với hai bàn tay trắng? Một thời gian sau. Kẹo ngon đây, ai mua đi? Wow, trông ngon quá. Bán cho tôi một gói, tiền đây nhé. Cảm ơn cậu. Ai mua bim bim đi. Một lúc sau, chiếc giỏ kẹo của Nhện Hồng cũng dần vơi. Mệt thật đấy. Ôi, nay mình kiếm được nhiều tiền quá. Tại một sòng bài. Thật tức quá mà. Tôi thắng rồi. Nay mình trúng mánh rồi. Ngươi cứ chờ đấy. Anh thưởng cho em. Em xin ạ. Cả đây nữa. Mệt quá. Anh chị cầm giúp em. Em cảm ơn ạ. Thế là mình cũng đã phát xong rồi. Mệt quá. Ôi da, đau quá. Cô ấy sao thế nhỉ? Cô có làm sao không? Giúp tôi với, tôi sắp sinh rồi. Cậu ngã bài đi nào. Không thể nào. Anh đúng là kẻ thất bại mà. Số vàng này thuộc về ta. Hết tiền chơi được chứ gì? Không, đây không phải là sự thật. Bình tĩnh đi anh, nhất định mình sẽ có cách. Em yên tâm. Tiễn khách. Khoan, hãy nói tôi hết tiền nào. Được rồi, chúng ta tiếp tục nào. Tại một bệnh viện. Con ngoan nhé. Mọi thứ đều ổn rồi. Có vấn đề gì cô hãy gọi tôi nhé. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Dù không có bố, mẹ cũng cho con một cuộc sống đầy đủ nhé. Mệt lo quá. Mở đi anh. Thả bay. Ván này tôi thắng chắc rồi. Mình thắng rồi anh ơi. Cậu nhìn kỹ lại đi. Không. Nhà của cậu giờ thuộc về tôi rồi. Không, tôi không tin. Hai người gài bẫy tôi. Anh đúng là đồ ngốc mà. Các người, thả tôi ra. Các người, tống cổ hắn ra khỏi sông bay đi. Tạm biệt đồ nghèo hèn. Các người đứng lại. Biến đi. Các người cứ chờ đấy. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Nhện đen hối hận, nhớ lại những hành động tệ bạc của mình đối với vợ. 6 năm sau. Nay mẹ dẫn con đi chơi nhé.
Nhìn chú ấy tội nghiệp quá. Cháu cho chú nè. Cảm ơn cháu nha. Trông người kia quen mắt thật đấy. Anh ta sao ấy nhỉ? Mình không còn mặt mũi nào nhận lại mẹ con cô ấy. Trời ơi, đúng là quả báo mà. Trong cuộc sống, có những người khi có mọi thứ trong tay thì lại thờ ơ, vứt bỏ. Đến khi vụt mất mới thấy hối tiếc, mới nhận ra giá trị của nhau thì đã quá muộn màng. Chính vì vậy, chúng ta hãy trân trọng những gì đang có. Chúc mừng sinh nhật Bon Bon. Chúc mừng cậu bước sang tuổi mới. Tôi có chuẩn bị một món quà siêu đặc biệt cho cậu đấy. Cậu ấy cứ nói quá lên. Ôi, món quà to quá đi mất. Cảm ơn tấm lòng của cậu. Cậu định tặng gì cho tớ thế? Cậu nhắm mắt lại đi. Hả? Chẳng lẽ quà của tớ đây? Ui, cậu làm trái tim tớ ngừng đập luôn rồi. Thích thật đấy. Bon Bon, cậu nhắm mắt lại đi chứ. Tớ làm ngay đây. Cậu thích món quà của tớ chứ? Ở đây mà tưởng vỡ. Cái gì thế? Giận hết cả mình. Có thế thôi mà cũng sợ. Tớ rất thích món quà này. Cảm ơn cậu nhé Amanda. Thật sao? Cậu không đùa tớ đấy chứ? Dừng lại Amanda. À, tớ xin lỗi. Tại tớ phấn khích quá. Ôi, buồn ngủ quá. Amanda. K.O. 5 phút sau. Quả bóng ở đâu ra không biết. À, đau quá. Tiếng gì thế? Ù hết cả tay mình rồi. Vừa nãy là cậu hét à? À ma, cứu với, có ma. Đâu? Ôi. À, không phải. À, đảm bảo là không phải mà. Còn ma kia, có giỏi thì lại đây, ta dập tóc. Cứu với, đừng đuổi theo ta nữa. Đứng lại mau, con ma kia. Cậu nghe tôi giải thích đã. Bắt được rồi nha. Dừng lại. May mà mình nhanh trí. Cậu là ai? Tớ là chậu cây thần. Tiếng kêu đa của cậu đã đánh thức tớ. Ui da, mũi của mình. Để tớ giúp cậu. Hết đau rồi này. Thần kỳ thật đấy. Cảm ơn cậu nhiều nha. Sau khi hiểu lầm được hóa giải, cây thần và Bon Bon đã trở nên thân thiết hơn. Ngày hôm sau. Cậu nói cái gì? Cây này có sức mạnh thần kỳ á. Đúng vậy, các cậu phải tin tớ chứ. Nghe vô lý thật đấy. Tớ nói thật mà. Tớ chả tin đâu. Amanda, đợi đã. Nếu như đúng theo lời cậu ấy nói thì cứ mang về đã. Ây ôi, tự dưng đau bụng thế nhỉ. Tớ nói thật. Nhanh đen, cổ lại nhé. Tôi bị đau bụng, về trước đây. Đợi tôi với. Cậu ấy bị gì vậy nhỉ? Để xem nào. Mình phải khiến nó hiện nguyên hình mới được. À, đau quá, đau quá đi mất. Đau quá, ai giúp tôi với. Có hiệu quả không nhỉ? Vẫn y như cũ. Phải làm sao đây? Úm la. Mau hiện nguyên hình đi nào. Xem đây. Bùm chiêu. Chiêu cuối cùng. Vẫn không ăn thua. Cây ơi là cây. Khoan đã. Hay Bon Bon đang lừa mình nhỉ? Cậu đúng là đồ ngốc mà. Ơi, tức thật đấy. Tại sao cho mì yếm mùi lợi hại? Xem đây. Hả? Mùi gì vậy nhỉ? Chắc là mẹ mới thay nước giặt. Mì cứ từ từ mà hưởng thụ. Nhện đen hít phải mùi hương mà cây thần phun ra, bắt đầu có dấu hiệu mất ngủ. Cậu trằn trọc mãi, lăn hết bên này đến bên kia mà vẫn không ngủ được. Đau quá đi. Ôi, mấy giờ rồi nhỉ?
Một con cừu, hai con cừu. Chín mười chín, 100 con cừu. Tối qua mình chẳng chợp mắt được tí nào. Ôi, cái mặt tôi. Cướp, có cướp. Có giỏi thì đuổi theo mà lấy lại đi. A few moments later. Chẳng có hôm nào vui như hôm nay. Dừng lại, mình không bước nổi nữa rồi. Trả lại túi đây. Tránh đường. Đi đứng kiểu gì vậy hả? Rồi túi là rơi. Cậu mau cứu tớ đi. Cậu bình tĩnh, bỏ tay ra trước đã. Có gì từ từ nói. Xin lỗi cậu, vì tò mò nên tớ đã mang chậu cây thần kỳ này về nhà. Nhưng từ lúc đấy tớ cũng bắt đầu bị mất ngủ nghiêm trọng. Thật sự là do chậu cây gây ra sao? Ngã, tớ ngã mất. Tớ hối hận lắm. Được rồi, tớ sẽ giúp. Cậu buông ra trước đã. Cậu phải giúp tớ đấy. Nhện, cậu không sao chứ? Nhện, nhện ơi, cậu ấy sốt cao quá. Chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay. Được, đi nào. 1, 2, 3. Ôi da. Bon bon, cậu ấy tỉnh lại rồi. Các cậu, các cậu. Nhện đen, chúng ta phải đưa cậu ấy đi ngay thôi. Không biết cậu ấy có sao không, mình lo quá. Cây thần ơi, làm ơn. Cậu đây rồi, cậu hãy chữa khỏi bệnh giúp bạn tớ đi. Không, đó là cái giá cậu ta phải trả cho những gì cậu ta gây ra. Nhưng cậu ấy biết lỗi đâu mà. Buông ra, tôi biến mất. Cậu cũng không đi tìm tôi, còn để cậu ta ném tôi xuống đất nữa. Cây thần giận mất rồi. Mọi chuyện sao rồi Bon Bon? Cây thần giận nhịn đen, không chịu chữa bệnh cho cậu ấy. Tớ hiểu rồi. Cậu đắp cho cậu ấy đi. Bon Bon, cậu làm sao thế? Tớ không sao. Cậu cứ về trước đi. Tớ sẽ ở lại chăm sóc cho nhện đen. Được, tớ sẽ quay lại ngay. Đậu mình. Bon Bon, cậu làm sao thế này? Ôi, sao lại nóng như thế này? Bác sĩ, bác sĩ. Bon Bon, làm ơn hãy cứu cậu ấy. Cậu ấy biết lỗi rồi. Mình nên làm gì đây? Mình phải cứu cậu ấy. Sức mạnh không đủ. Chẳng lẽ mình không thể giúp gì sao? Không được, bằng giá nào mình cũng sẽ cứu các cậu. Mình vừa ngủ thiếp đi sao? Mình làm được rồi. Bác sĩ đến rồi đây. Hai cậu khỏe lại rồi à? Bọn tớ ổn rồi. Thế là mọi chuyện từ đâu vào đấy rồi. Mình yên tâm rồi. Tạm biệt các cậu. Cho và nhận cũng giống như cặp phạm trù nhân quả. Trên đời này luôn có luật nhân quả. Gieo gió thì sẽ gặp bão. Nếu chúng ta biết yêu thương người cũng sẽ được yêu thương trở lại. Khi chúng ta giúp người khác thì cũng chính là lúc chúng ta tự giúp mình. Bố mẹ ơi, nhìn con này. Con gái mình xinh quá nhỉ. Bố ơi, bố cho con tiền mua bút mới nhé. Con mua luôn cửa hàng bút mà dùng dần. Con chỉ xin một tờ thôi ạ. Con đi học đây ạ. Con bé càng ngày càng xinh đẹp, giống anh em nhỉ. Giống ai cơ? Giống em. Sao mình chóng mặt thế nhỉ? Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mình ơi. Mẹ ơi. Mình ơi. Anh ơi, sau khi em đi, anh phải chăm sóc tốt cho Amanda nhé. Anh hứa. Mẹ. Mình ơi, mẹ tỉnh lại đi mà. Mình đừng bỏ bố con tôi. Một thời gian sau. Bố ơi, bố xem này. Để lúc khác đi con, bố đang bận.
Em ngồi xuống đây. Chào cháu nhé. Cô ấy là ai ạ? Cô ấy sẽ là mẹ của con. Bố đã quên mẹ rồi sao? Bố chỉ biết bản thân mình thôi. Bố đánh con. Đáng đời. Bố, con ghét bố. Amanda, anh đừng buồn, em sẽ luôn bên anh mà. Bố ơi, hôm nay cuối tuần bố con mình đi chơi nhé. Bố không đi đâu. Thực ra bố Amanda chưa từng quên mẹ của cô bé. Ông một mình đau khổ ngồi ôm di ảnh mẹ của Amanda. Bố ơi. Bố xin lỗi con gái. Bây giờ bố phải đi tìm mẹ con rồi. Con phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nha. Bố ơi, sao lại bỏ mẹ con em chứ? Gương thần đâu rồi? Bà cho gọi tôi. Ta có phải là người phụ nữ đẹp nhất trên đời, đúng nhận sai cãi? Đúng. Phải thế chứ. Nhưng mà sắp không còn rồi. Amanda sẽ sớm thay thế vị trí ấy. Hả? Không được. Amanda thật xinh đẹp, muốn tài trợ cho con bé thi hoa hậu ghê. Bà, người nói cái gì cơ? Ta vẫn nên trở về trong gương thì hơn. À! Người ra đây cho ta. Bố ơi, người ra khỏi nhà này cho ta. Amanda không nỡ nhìn căn nhà rồi rời đi. Giờ nơi này là của ta. Amanda đây hả? Bà ơi, nín đi cháu, có bà đây rồi. Để cháu bóp vai cho bà nhé. Bà thấy đỡ chưa ạ? Cảm ơn cháu nha. Bà ăn đi ạ. Cháu cũng ăn đi. Bà ăn thử cái này nữa đi. Từ khi ở với ngoại, cuộc sống của Amanda lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và tình thương của ngoại. Cô bé dần lớn lên và ngày càng xinh đẹp. Để cháu đấm lưng cho bà nhé. Ú là trời, cô gái kia xinh quá. Hello em gái. Ui da. Bây giờ chắc chắn Amanda không thể nào lớn lên xinh đẹp hơn mình được. Chưa được đâu, tầm này bà chỉ là á hậu thôi. Amanda mới là hoa hậu thật sự. Nhìn đây. Không thể nào. Vậy thì ngươi không nên tồn tại nữa. Amanda, thợ săn lành nghề. Con muỗi này vắng khách quá, ế ẩm thế. Ai đây? Ôi trời. Ngươi có phải là tên thợ săn trong truyền thuyết không? Đúng vậy. Có phải loại thú nào ngươi cũng săn được không? Ta là tay nghề lão luyện, hộ báo ta cần tất. Thế thượng đế muốn loại bay trên trời hay đi dưới đất? Đi dưới đất, cụ thể là loại này. Loại này tôi không săn, bà đi tìm người khác đi. Wow. Người khác không lợi hại bằng tôi đâu. Tôi nhận. Có thế chứ. Mình phát tài rồi. Ta ngụy trang thế này chắc không bị phát hiện đâu. À. May quá không ai thấy. Đúng địa chỉ rồi. Ủa, sao thế nhỉ? Sao không lấy ra được vậy? Ôi da, đau quá trán của mình. Hả? Anh có sao không? Wow, cô ấy đẹp thật đấy. Anh vẫn ổn chứ? Em dễ thương thật đấy.
Mà anh tới đây làm gì đấy? Ừ nhỉ, em cầm đi. Anh bỏ nghề rồi, giờ anh chuyển sang làm bảo vệ động vật. Ấy, anh nhỡ mồm. Tim mình loạn nhịp cả lên rồi. Tình yêu của mình. Ơ, anh thợ săn. Đồ ăn hải. Vậy ta sẽ tự ra tay. Áo, đau quá đi. Xin chào các bạn. Ôi da. Bà ơi, bà có sao không ạ? Ta không sao. Ôi, vỏ táo của ta. Bà cầm lấy đi ạ. Cảm ơn cháu, ta có cái này tặng cháu. Quả nào đây? Đợi bà chút nha. Gương thần, gương thần. Ôi trời ơi, bà hỏi gì nữa. Quả nào tẩm độc đây? Chính là quả Amanda, bà tặng cháu này. Cháu xin ạ. Yeah, mình thành công rồi. Ơi không. À, đau quá. Người tiêu đời rồi. Mẹ kế, quả táo có ngon không? Từ giờ ta là người đẹp nhất rồi. Tôi rồi. Mình ăn nhiều đầy bụng quá. Vậy quả táo này không. Cứu ta. Đáng đời. Ta cũng nên đổi chủ nhân rồi. Chủ nhân ơi, đợi ta với. Để ta quạt cho người nha. Nhân quả ở đời vốn rất chính xác và rõ ràng. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Đây là một quy luật không thể thay đổi. Những người làm việc ác sẽ gặp báo ứng. Không sớm thì muộn, họ sẽ phải trả giá cho hành động do mình gây ra. Nốt cái cuối cùng. Mình quá là giỏi. Ôi, nhện đó. Còn với cả cái. Lá cây rụng nhiều quá. Con xin lỗi mẹ. Con đi trước đây. Nhện đó, đứng lại cho mẹ. Nè nè nè. Ơ, kem của mình. Nhện đó. Lại là cậu. Kem ngon lắm Amanda. Tớ đi nha. Nhện đó, đứng lại. Trả kem cho tớ. Cậu đến đây mà lấy này. Cậu chậm quá đấy Amanda. À, cứu với. Cuối cùng cũng xong. Chạy nhanh. Đứng lại. Trời ơi là trời. Cậu đừng chạy nữa. Có giỏi thì đứng lại xem. Đốt cậu bắt được tên. Muộn học rồi, phải chạy hết tốc lực thôi. Ơ, chuyện gì vậy? Sao mình không di chuyển được thế này? Cho ta xin vài đồng ăn cơm đi cậu nhóc. Cháu, sắp muộn rồi. Này, đợi đã. Đúng là một cậu bé hư mà. Nhận lấy này. Cái gì mà đánh trúng mình thì phải. Khi nào cậu nhóc làm được một điều tốt thì lời nguyền mới được hóa giải. Tới rồi, mau mau đi ngủ thôi. Cái giường yêu dấu của mình. Mình tỉnh như sáo luôn này. Không buồn ngủ chút nào cả. Sao thế nhỉ? Lời nguyền của thần ngủ bắt đầu hiệu nghiệm. Nhện đỏ bắt đầu có triệu chứng mất ngủ vào ban đêm. Sao mình lại không ngủ được nhỉ? Mình bị gì thế này? Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu. 998, 999, 1000 con cừu. Buồn ngủ quá.
Rõ ràng mình buồn ngủ mà sao lại không ngủ được nhỉ? Ăn nhanh còn đi học nào. Ôi trời, nhìn đó. Mẹ, con có biết mấy giờ rồi không? Cầm, con quên cầm. Trời ạ, à, đúng là hết đối nổi. Trường trung học LT. Muộn rồi, muộn rồi. Bài này cứ áp dụng công thức là ra. Ôi, ai chắn đường? Thầy. Nhanh đó, em định đi học muộn. Các em dở sách giáo khoa ra. Ai? Ai dám ngủ trong giờ của tôi? Thầy ơi, đằng sau. Gà rán quá. Nhìn đó. À, chân của mình. Mời phụ huynh lên đây gặp tôi. Thôi, xong rồi. Sao con lại đi học muộn nhiều như vậy hả? Đã đi học muộn rồi còn ngủ gật. Mẹ quá thất vọng về con. Cái gì? Không nhìn được nữa rồi. Nhìn đó. Ôi, mẹ ơi, sao vậy con? Con sai rồi. Mình phải khoe với nhìn đỏ mới được. À, cậu ấy đây rồi. Dương gia mà ơi, kem ngon quá. Kem ngon, kem ngon. Có ai ăn không nhỉ? Hả? Ông tướng này đứng mà cũng ngủ được luôn sao? Dậy đi, dậy đi. Cậu còn ngủ nữa à? Sao ban ngày ban mặt thế này mà cậu đứng đây ngủ vậy? Amanda. Bỏ tới ra. Bỏ ra. Thôi đi. Trời nhiều sao thế. Nhẫn. Tôi khổ quá. Thôi nín đi. Hóa ra mấy đêm nay cậu bị mất ngủ sao? Mà cái này chắc do ăn ở thôi. Hả? Cái gì cơ? Ai bảo thường ngày cậu toàn dành đồ ăn của tớ. Trả cậu này. Tớ không chịu đâu. Cậu giúp tớ đi. Dừng lại. Tớ nghe nói tập thể dục thể thao sẽ chữa được bệnh mất ngủ đấy. Thật sao? Tớ sẽ giúp cậu. Mình có dự cảm chẳng lành. Nhìn đó, chúng ta bắt đầu thôi. Tớ làm được rồi. A few moments later. Thôi, tớ từ bỏ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh nổ lên. Dậm mạnh cái chân vào. Cố lên. Ôi, ôi da, cái lưng của tôi. Tớ đã bảo cậu đứng vững cơ mà. Hả, ngủ luôn rồi sao? Cậu đúng là chưa gì đã bỏ cuộc. Hai nhóc đi đâu đây? Đứng im. Định chạy đi đâu đấy? Anh định làm gì? Có cái gì thì nộp hết ra đây. Bọn em có cầm cái gì đâu. Thế này thì ta sẽ bắt bọn My đi để đổi lấy tiền. Nhìn đó, làm sao bây giờ? Amanda, cậu mau chạy đi. Chạy đi. Còn cậu? Chạy đi, cậu chạy đi. Buông ta ra. Bỏ ra. Tớ đi tìm người giúp. Đứng lại. Hãy liền lượm này. Đánh ra. Ta sẽ xóa bỏ lời nguyền, giúp cậu có một giấc ngủ ngon. Chú cảnh sát ơi, bên này. Đây ạ. À? Thả ta ra. Thả ta ra. Đúng là nhện đỏ. Đi mau. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Không có gì là quá muộn để thay đổi con người bạn. Bạn nên sống và cho đi nhiều hơn, để rồi bạn sẽ tìm thấy được niềm vui trong tâm hồn mình. Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả. Đôi khi là sự vay trả hữu hình, và đôi khi cũng là một sự vay trả vô hình.